sân giải giới thiệu và phim Việt Nam phát hành bộ phim Mương Bá Ôn do Đài Loan sản xuất. Giám đốc sản xuất Hồ Kháng Tân. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip review riêng về một đĩa phim Lưu Bá Ôn phần 1 nha các bạn. Đĩa gốc do công ty Phao Phim Việt Nam phát hành. Bộ phim này thì mình xem rất là hay, nên clip này mình sẽ test một đoạn ngắn, mình bắt lên cho các bạn xem. Bộ này là bộ duy nhất mà công ty Phao Phim Việt Nam phát hành với dàn đĩa DVD gốc nha các bạn. Về mặt dưới thì được thiết kế rất là đẹp, có tem cục điện ảnh, tên các diễn viên và nội dung của phim nha các bạn. Đây nội dung của phần 1. Lưu Bá Ôn phần 1 thì tập nó khá là ngắn, nên hãng sản xuất nên người ta có thể làm đĩa được. Còn những phần sau thì khá là dài, người ta không thể làm đĩa nhiều được. Bộ này thì mình giữ rất là kỹ luôn, mình xem được một hai lần thôi. Bây giờ thì hiện tại mình đang bắt để xem lại luôn nè. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem chiếc đĩa nha. Bộ này thì 13 đĩa nên mình phải để riêng như thế này, tránh bị chảy xước. Đĩa phim của Lưu Bá Ôn thì các bạn nào mà tuổi thơ thì các bạn có thể xem ở trên đài truyền hình Vĩnh Long 1 ngày xưa đó. Phim này mình rất là thích. Đây, các bạn hãy xem, đĩa được in ấn rất là đẹp. Bên trong còn có đĩa phim, có tên tem cục điện ảnh nha các bạn, tên của phim. Đây là công ty Phao Phim Việt Nam và Sang Giang phát hành. Phim này thì giờ trên mạng thì như cũng có một vài web chiếu, nhưng mà mình thích xem đĩa gốc hơn. Đĩa gốc này là chuẩn của công ty Phao Phim Việt Nam phát hành, những lồng tiếng khá là hay. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.